Chào các bạn đến với kênh Tự Học Vlog. Hôm nay á mình đến và hướng dẫn cho các bạn một cái cách làm mới. Và cái cách làm này các bạn rất là đặc biệt nha, rất là hay, áp dụng vô cái vấn đề mà làm phim á rất là chuẩn luôn. Đó là cái gì các bạn biết không? Ghép nhiều cái máy quay lại với nhau, khớp với một âm thanh. Có nghĩa là sao các bạn? Ví dụ như một cái chương trình đại nhạc hội nào đó, hoặc là một cái chương trình ca nhạc nào đó, thì các bạn thường các bạn thấy rất là nhiều máy quay đúng không? Nó đặt mỗi một góc nó có một cái máy quay khác nhau. Và nó thu vô, nó quay hình, quay âm thanh vô. Thì vậy làm sao khi mà nó ghép vô một cái khung hình mà nó chuẩn luôn về cái âm thanh, có nghĩa là chuẩn về âm thanh nhép miệng và cái gì biểu diễn, và khi mà nó có chuyển cảnh luôn, trong quá trình nó chuyển cảnh, ví dụ như máy thứ nhất nó đang quay vài giây, chuyển qua máy thứ hai vài giây, chuyển qua máy thứ ba vài giây, thì làm sao để cho nó khớp với lại cái âm thanh, phần âm thanh. Và đặc biệt cái phần này cũng có một bạn comment hỏi mình cái cách. Rồi nói chung là nói với mình á là anh ơi, anh làm hướng dẫn giùm em cái cách làm đó. Mình hôm nay mình sẽ làm một cái hướng dẫn ghép nhiều cái máy quay với nhiều cái khung hình khớp với phần âm thanh 100% các bạn ha. Thì thông thường á, nếu trong trường hợp ai biết cách làm nhanh này thì chúng ta làm rất là nhanh, còn ai không biết á thì người ta làm thủ công vẫn được các bạn. Thủ công vẫn được, có nghĩa là sao? Khi mà các bạn đưa vô mấy cái clip, vô cái chắc hình và chắc tiếng á, chúng ta so, chúng ta kéo giãn cái cường độ của âm thanh ra, chúng ta so khớp với nhau cái phần mà âm thanh, thì khi đó chúng ta bắt đầu tiến hành chúng ta phân đoạn. Trong trường hợp bạn nào giờ đoạn của máy 1, đoạn nào và máy 2, đoạn nào của máy 3, chúng ta xử lý, chúng ta giữ khung hình đó. Còn khung hình nào không có, chúng ta ẩn nó đi. Đó là cái cách thủ công. Còn mà đối với hôm nay là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm tự động luôn. Các bạn lôi vô một lúc 3-4 cái máy quay một lúc luôn. Sau đó chúng ta chọn một cái âm thanh duy nhất và tự động cái hệ thống nó, cái phần mềm nó xử lý cho các bạn ha. Xử lý làm sao cho trùng hết tất cả ba cái âm thanh đó với nhau, ba âm thanh của ba máy quay với nhau. Khi mà nó trùng rồi, chúng ta chỉ việc phân đoạn hình thôi, còn tiếng tự động nó lấy tiếng cho chúng ta. Và nó lấy tiếng như thế nào, xin mời các bạn cùng theo dõi ha. Và các bạn nhớ đừng quên cho mình một like, một share và một subscribe các bạn ha. Rồi bây giờ các bạn nhìn vào cái màn hình vi tính. Thứ nhất á là các bạn cần phải lôi mấy cái hình, mấy cái video clip của các bạn á đã quay ra, nhiều cái máy quay của mấy cái góc độ khác nhau ha, của mấy cái góc độ khác nhau. Sau đó chúng ta để sẵn ở trong cái phần chờ đây. Ví dụ như chúng ta import media file vô, chúng ta import mấy cái file video lên. Thì ở đây á mình lấy ba cái video, thì nó từ một cái cảnh quay thôi các bạn, cùng một cảnh quay thôi, nhưng mà mình cắt nó ra ba cái phân đoạn khác nhau, và cái âm thanh, phần âm thanh nó chênh lệch khác nhau. Thì khi mà mình làm á, nó cũng tương tự giống như cái phần kia, tương tự giống như cái phần mà chúng ta quay ba góc độ, ba cái máy quay ba góc độ khác nhau. Thì khi mà chúng ta tiến hành, chúng ta làm như vậy á, thì khi mà vô cái phần mềm của nó so khớp với nhau, thì nó sẽ chỉnh khớp liền luôn cho chúng ta ha. Rồi bây giờ các bạn nhìn vô ha, trong cái phần mà phần mềm làm phim đây, các bạn nhìn ở đây, các bạn nhìn ở bên góc trái ha, các bạn thấy cái chữ import media file ha, kế bên import media file thì nó có một cái plugin. Thì trong cái plugin này nè các bạn, trong cái plugin này nó có nhiều cái ứng dụng, thì các bạn click trái chuột vô trong cái plugin này, chúng ta vô cái multicam designer ha,
Multicam Designer. Chúng ta click vô đây cái đầu tiên đó các bạn. À. Rồi sau đó chúng ta không cần phải click vô trong này để chúng ta mở từng cái ra, lý do là sao? Trong trường hợp chúng ta vô trong đó chúng ta lấy cũng được hoặc giả, vì hồi nãy chúng ta đã có lấy sẵn những cái video sẵn ở trong cái khu vực chờ của phần mềm là phim rồi thì chúng ta không vào đó. Còn nếu trong trường hợp chúng ta chưa lấy thì chúng ta vào đó chúng ta lấy ra các bạn ha. Hả? Sau khi mà chúng ta mở cái chương trình này lên, các bạn thấy có bốn cái khung hình nè, khung 1 nè, khung 2 nè, ha, khung 3 và khung 4. Hả? 1 2 3 và 4. Thì á chúng ta import video vô bình thường, import từng cái một ha. Nó sẽ cho chúng ta import từng cái một. Chúng ta import. Chúng ta vô cái import à, có nghĩa là chúng ta nhập cái video chúng ta vào các bạn, chúng ta lấy cái video chúng ta vào á các bạn. Thì ở đây nó có hai dạng import. Import từ cái ổ đĩa của chúng ta. Đó. Hoặc là import từ cái media room. Có nghĩa là cái khu vực chờ mà hồi nãy chúng ta, cái khu vực mà để ta lấy sẵn á, để chúng ta làm phim á. Còn này là lấy từ trong ổ đĩa trong cái máy tính của chúng ta ha. Rồi, hồi nãy á, nếu trong trường hợp mà chúng ta lấy chưa lấy ra thì chúng ta click vô đây, chúng ta lấy từ trong phần cái ổ đĩa ra ha. Còn nếu như chúng ta đã lấy sẵn ra trong cái phần mềm làm phim rồi, chúng ta click vô cái phần dưới import media file. Có nghĩa là chúng ta nhập cái phim vào. Thứ nhất, tôi sẽ chọn một cái clip đầu tiên. Tôi ok cái ha, mình ok cái. Mình chuyển qua cái clip thứ hai. Clip thứ hai mình import vô cái nữa, mình cũng import from media room. Chúng ta import từ cái khu vực à, chúng ta đã lấy sẵn rồi. Hả? Nó vô cái thứ hai ha, vô cái hai. Và chuyển sang cái thứ ba. Chúng ta import cái thứ ba vô đây. Ha. Đó. Các bạn thấy ba cái khung hình, ba cái khung mặt này nó khác nhau hoàn toàn ha các bạn ha. Khác nhau hoàn toàn. Mặc dù là cái ngữ cảnh với là cái bộ đồ nó giống nhau. Tuy nhiên mà cái phần mà cái mặt khung hình á, cái nhép miệng rồi nó khác nhau hoàn toàn ha. Cho nên á, chúng ta làm chúng ta để ý nó khác chỗ nào. Và ở đây á, chúng ta có thể nghe thử và xem thử trước ha. Nghe thử và xem thử trước. Rồi khi mà chúng ta đưa vô đây, chúng ta có thể xem thử ha các bạn ha. Chúng ta click vô đây, chúng ta play, chúng ta coi trước, kiểm tra trước ha, đều được hết. Rồi á, đây là ba cái khung hình, bốn cái khung hình của mình, nhưng mà mình làm ba cái khung hình thôi. Còn cái phần với cái này nè các bạn, audio sụt nè các bạn, là cái nguồn mà tiếng á các bạn, nguồn âm thanh của bạn. Bạn lấy từ nguồn của camera nào? Ví dụ như á, bạn lấy nguồn từ camera 1 thì chúng ta click vô camera 1. Còn không á thì chúng ta click vô đây, chúng ta chọn camera 2 hoặc camera 3 hoặc camera 4. Đó. Ha, hoặc là chúng ta kèm bọc một cái file audio từ bên ngoài vào ha. Một cái khác vào. Đó, chúng ta đưa vô đây. Sau khi mà chúng ta chọn rồi, chúng ta chọn âm thanh. Rồi, thì chúng ta sẽ tiến hành làm gì các bạn? À, liên kết với nó lại với nhau. À, kết nó lại với nhau. Synchronization nè, à, chúng ta liên kết nó lại với nhau. Bằng cách là gì? Có thể giờ chúng ta liên kết thủ công. Nhưng mà đã gọi là chơi mình làm tự động rồi, mình liên kết thủ công để làm cái gì? Ha, à, hoặc là tới thời gian cái code mã thời gian ha. À, ở đây là hả mình làm một cái tự động. À, hoặc giả là chúng ta làm từng cái đoạn clip ha. Nhưng mà ở đây á, mình sẽ chọn cái audio analytics ha. Chúng ta sẽ chọn cái phần mà apply audio analytics, chọn cái phần này á, để mà nó tự động nó làm luôn cho chúng ta ha các bạn ha. Sau khi mà chúng ta chọn vô trong này rồi, chúng ta apply nó, apply ha, ta bấm vô apply. Bấm vô apply để làm gì các bạn? Nó sẽ hiểu và nó tự động nó phân cho chúng ta luôn, nó làm sẵn cho chúng ta luôn nè. Khi mà vô cái apply xong rồi các bạn nhìn nè, các bạn thấy ở dưới này nè, ba cái clip nãy là mình để ngang hàng nhau đúng không, nhưng mà bây giờ nó làm so le rồi. So le vì sao các bạn biết không? Bởi vì á,
ba cái clip này á nó không trùng tiếng, cái đoạn tiếng với nhau. Khi mà mình cắt lúc đầu á, mình cắt so le dẫn đến là cái tiếng, phần tiếng của nó đó, cái ví dụ như cái clip chính giữa này nó hụt vô tới trong này, clip thứ ba nó là thò ra, nhưng còn clip đời một là nó đầy đủ nhất, đầy đủ nhất. Thì mình chọn cái audio của clip 1 ha, mình chọn audio của clip 1, cho nên mình sẽ làm một cái, lấy cái audio đó mình lấy chuẩn là từ đầu luôn ha các bạn ha, lấy chuẩn từ đầu luôn. Thì khi mà các bạn chọn xong rồi, các bạn so xong hết rồi, các bạn so xong hết rồi, các bạn kéo cái play về start ban đầu ha, start ban đầu để làm gì? Khi mà chúng ta cần phải làm gì các bạn? Cần phải ghi hình đó, record lại ha. Chúng ta cần phải ghi hình của mấy cái này đi nha. Chúng ta ghi hình đó thì chúng ta phải bấm vô cái nút đỏ này nè các bạn. Thì khi đó nó mới chạy và chúng ta mới ghi được cái âm thanh và hình ảnh mà chúng ta mong muốn. Và khi mà ghi hình như thế này là chúng ta sẽ chuyển được cảnh, chuyển cảnh được ha các bạn ha, chuyển cảnh được. Và âm thanh của nó chọn một loại âm thanh duy nhất, âm thanh cái nào hay các bạn chọn ha. Ví dụ như ở đây mình chọn âm thanh số 1 của cái 1 thì nó sẽ đi xuyên suốt cái 1. Và các bạn lưu ý ha, các bạn không chọn âm thanh số 2, số 3. Vì sao các bạn chọn âm thanh số 2, số 3 khi mà các bạn ghi hình cái đầu tiên nó không có âm thanh, tại khúc đầu nó chỉ có âm thanh số 1, cho nên mình sẽ chọn cái âm thanh số 1. Mình có thể, nếu mà âm thanh số 1 là âm thanh hay thì chúng ta sử dụng một cái âm thanh số 1 thôi. Còn ngược lại, cái hình ảnh từ máy quay số 2, số 3 camera 2 và camera 3 nè, từ máy quay thứ 2 và máy quay thứ 3 thì mình chỉ lấy hình thôi, mình không lấy tiếng ha. Rồi các bạn nhìn đây, mình sẽ bấm play và mình chuyển cảnh liên tục, mình bấm chuyển qua số 1, số 2, số 3 mình liên tục. Thì cái đó là cái cách chuyển cảnh của mình ha. Rồi các bạn để ý ha. Rồi bây giờ mình sẽ record. Đó các bạn thấy á, nó đang quay ha. Các bạn đến với kênh Từ Học Vlog. Thì trong thời gian qua mình có thấy á, các bạn có hỏi mình cái cách mà làm cho cái video nó sáng lên như thế nào. Có nghĩa là mình quay cái cảnh nó tối quá đó các bạn. Thì các bạn muốn làm cho nó sáng lên thì chúng ta làm cái nào để cho nó tăng cái độ sáng của video. Video ha. Và đồng thời á, có bạn hỏi mình cái cách mà luôn cái độ 1080 có nghĩa là từ 720p lên 1080p ha. Thì đó là cái chế độ HD. Thì qua cái bài này á, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn. Mình sẽ đầu tiên á, là mình hướng dẫn cho các bạn cái cách mà là tăng cái độ sáng của video lên. Rồi sau đó chúng ta lưu lại ở chế độ HD ha các bạn ha. Thì đối với cái tăng cái độ sáng như thế nào, qua cái phần mềm Power Director mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách tăng độ sáng ha. Thì bây giờ đây là cái màn hình quen thuộc của chúng ta ha, màn hình của Power Director đây. Thì trước tiên muốn làm được cái này, chúng ta cần một chiếc bọc, một cái file vô. Rồi đó, ví dụ như mình ghi một đoạn ha. Mình ghi một đoạn cho các bạn xem. Đó là cái cách ghi hình ha. Sau khi mình ghi xong rồi làm cái gì các bạn? Các bạn nhấn vô cái OK phía bên dưới ha. Các bạn nhấn vô OK bên dưới. Thì khi mà cái đoạn phim hồi nãy á, chúng ta làm, nó chuyển hết sang bên đây cho chúng ta. Bây giờ mình sẽ bấm lại cho các bạn xem. Thì do cái đoạn đầu tiên là nó từ cái máy quay số 1 mà cái hình ảnh của nó đó
nó là không có mấy hai máy quay kia nó chưa quay ngay cái đoạn đó, dẫn đến là gì, hình ảnh nó vẫn hiện ra ngay cái khu vực đó. Nếu trong trường hợp các bạn muốn chèn một cái hình ảnh khác vào khu vực này, các bạn thêm cái hình ảnh phía bên dưới của chat ở bên dưới ha, giống như mình hướng dẫn cho các bạn mấy cái clip trước rồi đó, thêm vô, chèn vô, mình chèn vô đây thì á hình ảnh sẽ được đưa những cái hình ảnh khác vào. Rồi bây giờ mình sẽ chiếu lại cho các bạn xem thử ha, hồi nãy giờ mình ta ghi gì và các bạn thấy nó chuyển cảnh cho các bạn xem ha. Chào các bạn đến với kênh Tự Học Vlog. Thì trong thời gian qua mình có thấy á, các bạn có hỏi mình cái cách mà làm cho cái video nó sáng lên như thế nào. Có nghĩa là mình quay cái cảnh nó tối quá đó các bạn, thì các bạn muốn làm cho nó sáng lên thì chúng ta làm cái nào để cho nó tăng cái độ sáng của video video ha. Và đồng thời cũng có một bạn hỏi mình cái cách mà lưu ở cái chế độ 1080. Đó là cái cách mình làm do cái máy mình nó xử lý cái dữ liệu nó đầy quá các bạn, cho nên nó xử lý cũng không nổi luôn. Các bạn mà muốn render, mà các bạn muốn làm phim thì các bạn cần phải làm cho cái ổ đĩa mà để ghi hình nó phải trống tí xíu, để dẫn đến là nó trống thì nó sẽ đọc nhanh hơn ha, đọc nhanh hơn. Còn cái máy của mình bây giờ nó đầy quá cho nên nó đọc cà giật. Và để cho nó rõ nét hơn khi mà nó chuyển cảnh thì bắt buộc bạn phải có ba cái máy, các bạn quay ở ba góc độ khác nhau thì các bạn thấy rõ hơn. Vì do ở đây mình hướng dẫn, mình không có làm ba hướng khác nhau, mà mình chỉ có lấy một cái clip mình cắt ra ba đoạn khác nhau mà nó cùng phần âm thanh, mình cắt bỏ hai cái phần đầu thì khi mình ghép lại á, các bạn thấy, để cho nó chạy phần tiếng, để nó ghép cái phần tiếng lại với nhau, liên kết phần tiếng lại với nhau cho các bạn thấy dễ thấy thôi ha. Thì đây là cái cách mà ghép nhiều máy quay ở nhiều góc độ khác nhau vô với phần tiếng nó khớp 100% ha các bạn ha. Và cái cách làm này rất là hay các bạn, cách làm rất là hay và rất là dễ làm và nhanh. Và mình có một cái sản phẩm rất là tuyệt vời đối với clip đẹp của mình ha. Và hy vọng rằng hôm nay mình hướng dẫn và mình đáp ứng được cho một cái bạn đã hỏi mình mấy bữa trước ha, dường như cái bạn này cũng chuyên về đi quay phim đám cưới các bạn, đi quay phim đám cưới đó. Các bạn cũng lên cũng hỏi đó. Thì hy vọng rằng đây là cái mà bạn đang cần, mình sẽ hướng dẫn ở đây. Và cái phần mềm làm phim Power Director này nó đáp ứng được cái vấn đề này cho các bạn ha. Rồi hôm nay mình hướng dẫn đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn nãy giờ cũng đã theo dõi ha. Các bạn cũng đừng quên cho mình một like, một share, một subscribe các bạn ha. Có nghĩa là gì các bạn? Nhớ cho mình một cái nhấn vô like, thích cái và chia sẻ cái clip này cho mọi người, và nhớ đăng ký kênh của mình nha các bạn. Rồi xin chào tạm biệt các bạn.